thuê đoàn xe của thị trấn Chợ Dầm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, có hội từ thiện của Chợ Dầm xuống đến chỗ biển Tân Thành để ghé cho nước bà con nước suối. Bà con đang nôn nao ngoài chờ xe mình xuống lấy nước, phát nước suối cho bà con mình. Đó, đoàn xe của Chợ Dầm. Đây đoàn xe từ thiện Chợ Dầm xuống là mình phát nước suối cho bà con nè. Bà con mình đang thiếu nước. Khoan, ở đây chịu đi. Chịu tiếp coi chừng nước suối sạc ra nè. Đổ xuống đó không? Từ từ mở ra bẩn một à. Bẩn thôi. Rớt rồi. Đây nè, ông sắp vô cái hàng cây nào có cây á, là nó đếm cây 4 cây 5 gì đó, sắp vô cây vậy nè. Rồi chắc trồng lên hàng cây như cây 5 đi. Nó cây á là dễ đếm. Lên vậy đó. Nhiều đi, chắc bự bự ra đi. Chắc vọng ra đi. Đây nè, chắc vọng bự ra ngoài hướng này nè. Chắc bự ra đi. Mình có cho xuống dưới đó cái không, cái đó ngưng rồi. Ngưng rồi hả? Chuyến sau đi, cho bữa 19, bữa 20 tôi mới xuống nữa. Bữa 20 tôi xuống tới 7 xe đó. Nước lóc này không á. Không có đâu, người chạy lên trên Hòa Hảo kiếm mày quýnh bà nội. Trời. Nè, mở lên rồi. Để tiếp lên đi. Vậy. Chưa. Mày hỏi tao không có rồi, thôi đi. Ở vẫn quà sát khác vô nè, quay con này quay lại riêng thôi chứ còn không quay trực tiếp, không biết quay trực tiếp. Con trai ngoài trực tiếp. Cái con quay trực tiếp á. Tưởng đâu 8 trang hay vậy.